Dung dịch vệ sinh phụ nữ Thiên Mai là sản phẩm của dược phẩm Nhất Nhất. Cô Loan chị Minh thích dùng Thiên Mai vì nhà sản xuất là công ty dược phẩm uy tín hàng đầu Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ trao tặng giải vàng chất lượng quốc gia vì Thiên Mai làm sạch nhẹ nhàng, an toàn, mềm mại. Thiên Mai đã thử là dùng mãi. Bệnh viện Thái Minh đã được nghiên cứu hiệu quả cho người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau bao tử với các biểu hiện ở hơi, ở chua, nóng rát ở vùng ngực, đau dạ dày. Bệnh viện Thái Minh nay đã có dạng lọ 80 viên, tiết kiệm lên đến 85.000 đồng so với hộp 20 viên. Ông Minh bị mất ngủ, rất khó vào giấc ngủ, nửa đêm hay thức giấc rồi trằn trọc tới sáng. Vợ bị chóng mặt thường xuyên, có lần phải nhập viện. Ông bà uống thuốc hoạt huyết tăng cường máu lên não và chỉ sau 2 tuần ông đã ngủ ngon, bà hết chóng mặt. Không những thế, cả hai đều thấy khỏe hơn chứ không hay ốm vặt như trước. Anh Thanh trước đã đau đầu, nay làm shipper bận rộn nên càng đau đầu hơn. Anh uống thuốc hoạt huyết tăng cường máu lên não, nhờ vậy các cơn đau đầu không còn nữa. Bác Thành gần đây hay nhớ nhớ quên quên, bác uống thuốc hoạt huyết tăng cường máu lên não và giờ trí nhớ đã tốt. Chị Hảo bị đau mỏi vai gáy, chân tay thì tê bì, lan đến đùi mông rất khó chịu. Chị uống thuốc hoạt huyết tăng cường máu đến vai gáy, các chi và chỉ sau 3 tuần, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay đã hết. Hoạt huyết Nhất Nhất tăng cường máu lên não, làm hết mất ngủ, chóng mặt, đau đầu, suy giảm trí nhớ, tăng cường máu đến vùng vai gáy, các chi, làm hết đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay. Nghiên cứu lâm sàng Hoạt huyết Nhất Nhất đã được Bộ Y tế nghiệm thu, kết quả thuốc Hoạt huyết Nhất Nhất hiệu quả vượt trội Ginkgo Biloba nổi tiếng thế giới của Pháp trong điều trị mất ngủ, chóng mặt, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay. Hoạt huyết Nhất Nhất chú ý bệnh nặng tăng liều 6 đến 8 viên mỗi ngày. Đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng. Tôi bị tiểu đêm nhiều, tiểu lại khó nữa, đi siêu âm thì bị phì đại tiền liệt tuyến không ạ? Thế thì ông phải dùng Vương Bảo ngay. Vương Bảo có tác dụng hỗ trợ giảm kích thước u phì đại tiền liệt tuyến. Vương Bảo chuẩn đấy, tiểu đêm và phì đại tiền liệt tuyến của tôi ngon lành rồi.